Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà bà ngoại nhé các bạn. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết các bạn. Mình quyết định là từ Sài Gòn về với Long An sớm hơn dự định một chút. Lẽ ra mùng 3 mình mới xuống cơ. Nhưng mà phải nói là mình rất là nhớ bạn Diễm này, rất là nhớ khán giả kênh Phạm Dũng các bạn ạ. Tại vì ngày hôm qua khi mà mùng 1 Tết mình ở Sài Gòn thì mình cũng đi thăm thú khá là nhiều nơi. Tuy nhiên là có rất nhiều địa điểm mà mình lựa chọn tính là quay clip thì mình thấy là nó không phù hợp để mình quay giới thiệu tất cả các bạn, nên là mình quyết định dành cái clip đầu tiên của năm mới Giáp Thìn khi mà mình tiếp tục quay trở lại thăm nhà bà ngoại, tức là nhà của bạn Diễm ở quê các bạn, để mới là gặp lại khán giả kênh Phạm Dũng sau một ngày xa cách. Thì bạn Diễm có cái niềm vui gì để chia sẻ không bạn Diễm? Xin chào cả nhà nha. Không biết là tình hình ăn Tết của các bạn như thế nào rồi, nhưng mà hôm nay cũng là video đầu tiên trong năm Giáp Thìn 2024. Thì Phan Diễm cùng với Phạm Dũng xin kính chúc cho toàn thể khán giả sẽ có một năm thật nhiều sức khỏe này, thật nhiều may mắn, vạn sự hanh thông và làm gì được đó. Còn riêng với anh Dũng thì thật sự là mình cũng rất là nhớ anh Dũng, nhưng mà có một cái là lọc đầu tiên tới nhà thì mình có một cái sắp lì xì này khá là dày. Chúc anh Dũng bước sang năm mới là lúc nào tinh thần cũng phải là phấn chấn này, luôn sẵn sàng để mà có thể đi khắp mọi nơi để quay video chia sẻ cho khán giả, và đặc biệt là có một cái đầu tỉnh táo để có thể là phản ứng trước mọi tình huống, vượt qua mọi khó khăn. Đây anh Dũng khoan mở nha, một tí nữa mình sẽ mở giùm. Thì anh Dũng cầm cái bao lì xì này, anh Dũng thấy dày không? Đây, cảm ơn bạn Diễm rất là nhiều. Dày như này thì các bạn đoán là bao nhiêu các bạn? Mấy ngày hôm nay thì không biết là khán giả kênh Phạm Dũng nhận được nhiều lì xì hay không. Nhưng mà năm nay là Phạm Dũng nhận được một bao lì xì từ mẹ là ngày 1 Tết. Và ngày hôm nay mình xuống Long An thì lại nhận được bao lì xì thứ hai từ vợ, tức là bạn Diễm, vào ngày mùng 2 Tết. Nhưng mà anh Dũng cầm giày vậy, anh Dũng có đoán là được bao lì xì này bao nhiêu không? Mình thấy dày quá nên là mình cũng chưa có thể đoán được các bạn. Khá là dày nha các bạn, nhưng mà Diễm nghĩ là bên trong á là còn bất ngờ hơn nữa. Đây không phải là cầu tiền lẻ nha các bạn. Thì mình bóc giùm cho anh Dũng luôn để cho mọi người cùng xem luôn nha. Wow. Yeah. Sao nhìn giống một cái bóp da quá ha. Đây. Bên ngoài thì chữ tiếng Anh. Wow. Đẹp chưa? Đây là tờ 2 đô à? Cái này là tiền thật hay là tiền gì tiền mà lại thấy chứ? Có cả mạ vàng nữa. Đặc biệt không? Anh Dũng thấy này, đặc biệt là năm nay là năm con rồng này. Nhưng mà tại sao lại có cái tờ 2 đô mà nó đặc biệt như này bạn Diễm? Đại Diễm sẽ cho các bạn xem. Đây là tờ 2 đô thuộc bình thường á, mình rất là hay nhận được cái tờ lì xì 2 đô với biểu tượng nó là may mắn. Thì mình cũng xin gửi một ít lọc này tới anh Dũng. Và cũng xin cảm ơn tiệm vàng Nhị Mai. Đó nè, cái này là của Nhị Mai tặng cho anh Dũng các bạn. Bên cửa hàng mà đợt anh Dũng mà mua bàn cưới để đi làm đám hỏi Phan Diễm ấy, thì chị bên tiệm vàng là Tết này cho Diễm 20 tờ như thế này nè. 20 tờ 2 đô. Mà dắt vàng hình con rồng thế này luôn. Nên là mình chia sẻ lọc cho mọi người một ít. Để rất là đẹp nha. Bên trong đây là nhà của Phan Diễm. Thì năm nay là Diễm về khá là cận, anh trai Diễm cùng với chị dâu thì đều phụ cho Phan Diễm hết, cho nên là nhà cửa thì cũng không có trang trí Tết nhiều tại vì cập rập quá. Nhưng mà năm sau thì Diễm sẽ lưu ý là trang hoàng làm sao cho mang một cái nét không khí miền Tây nhất để chia sẻ với khán giả kênh Phạm Dũng nha. Cũng may mắn là chiều 30 Tết thì mình đã về nhà bạn Diễm và khám phá xung quanh vườn, và đặc biệt là 23 cây mai vàng. Nếu như mà ngày hôm nay mình mới bắt đầu clip đó thì chắc chắn là không thể được các bạn. Tại vì xung quanh nhà bạn Diễm bây giờ là hát loa, mà loa loại lớn đó, thuê về để hát đó, hát karaoke, hát ca cổ rất là nhiều. Chính vì vậy mà mình không thể đi thăm thú vườn như bình thường được. Nên là bây giờ mình ở trong phòng khách nhà bạn Diễm một chút, rồi sau đó là mình xem là bạn Diễm có những món ngon gì để chiêu đãi Phạm Dũng cũng như là khán giả vào clip đầu tiên của năm mới. Bật mí với anh Dũng là bữa cơm chiều nay là tự tay Phan Diễm chuẩn bị và nấu hết luôn nha. Sáng ngày thì hôm nay là ngày mùng 2 á, là cha mẹ Diễm cùng với anh chị hai á, là đi về bên nhà chị dâu mình chơi, đi mừng Tết. Thì Diễm ở nhà sáng ngày là dậy sớm đi chợ, tự chạy xe máy đi luôn các bạn. Xong rồi mua đồ về rồi chuẩn bị.
Có một cái điều đặc biệt khi mở cái gian phòng này thì anh Dũng có thấy là cái bộ bàn ghế nó bóng loáng không? Chắc là cũng mất khá nhiều thời gian để lau chùi. Bây giờ đang có trend là kiểu là cha mẹ kêu là thôi về nhà ăn Tết đi con, nhưng thật sự là ở nhà rất nhiều việc á. Nhưng mà còn với Diễm thì Diễm về đây thì hầu như là mẹ Diễm đã chuẩn bị hết rồi. Diễm thì chỉ lau lại sơ bộ bàn ghế, Dũng thấy bóng loáng không? Mình thấy là bạn Diễm đã lì xì với mình rồi. Và mình thì tất cả mọi thứ đều dành cho bạn Diễm. Nên là mình sẽ dành cái phần lì xì đó vào con heo vàng đang nằm trên bàn đây. Trên bàn là có một chú heo vàng. Nếu mình nhớ không nhầm, đây là chú heo vàng được tặng vào ngày tân gia đúng không bạn nhỉ? Diễm không nhớ chính xác con heo vàng này là ai tặng. Hình như là của bạn Mai. Đúng rồi. Bạn Mai bên thế giới bò tặng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy một phần tiền để bỏ bạn heo. Hình như là bạn heo nằm đây cũng chưa có ai bỏ tiền vào bạn heo này. Thì Phạm Dũng sẽ là người đầu tiên. Diễm chia sẻ luôn là cái này á, mẹ Diễm đặt ở đây thứ nhất là để đẹp, thứ hai nữa là mẹ Diễm để kiểu cho hút tài lộc vô á. Thì hôm qua tối qua Diễm vừa mới hỏi mẹ là mẹ ơi cái con này là mẹ đã có để nhiều tiền chưa, tại vì Diễm dự định là mang lên Sài Gòn. Thì mẹ Diễm nói là bỏ rồi. Diễm hỏi là bỏ nhiêu, mẹ bảo là bỏ có mấy ngàn lẻ. Đây chỗ nào để mình lì xì cho bạn heo nào. Đây. Một bạn heo vàng rất là đẹp nhé bạn. Đấy. Cái chỗ nhét tiền là hơi chật chội đấy. Anh Dũng nhét bao nhiêu á? 2 tờ, 500 ngàn. Được không? Chắc là từng tờ một đi. Mình sẽ nhét một tờ, bạn Dũng nhét một tờ ha. Để lấy may mắn. Bạn heo năm nay là sẽ hút nhiều tài lộc về nhà nha. Bạn sự như ý. Đây. Bạn heo thì rất là to nhưng mà sao cái chỗ nhét tiền nó lại khó nhét như này. Muốn mong này hồi mình sẽ lấy cái tâm mình nhét vô sao. Chứ cái này không hồi rút ra được nha. Nhân đây là mình cũng chúc khán giả kênh Phạm Dũng vào đầu năm mới Giáp Thìn. Với clip đầu tiên của năm mới thì mình chúc tất cả bạn là năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công này, có nhiều sức khỏe này, và sẽ để dành được thật là nhiều tiền, nhiều tài lộc vào két sắt cũng như là những bạn heo khổng lồ như này. Đây, con heo này là biểu tượng cho đầy đủ. Thứ nhất là miệng lúc nào cũng cười tươi, gương mặt lúc nào cũng hồng hào. Cái thứ hai nữa là tiền lúc nào cũng đầy người như thế này nha các bạn. Đấy, không mong gì hơn, chỉ mong là tất cả chúng ta đều sẽ có một năm lộc lá, năm Giáp Thìn rực rỡ nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nhà ha. Nhà Diễm thì các bạn thấy là cũng khá là đơn giản. Năm sau thì Diễm muốn trang trí một cái không gian mà kiểu Tết của Nam Bộ á. Thực sự là năm vừa rồi là cái năm mà mình và Diễm có quá nhiều việc để lo liệu, nên là cũng không có kịp chuẩn bị đầy đủ. Nên là một cái điều quan trọng đó là các cái đồ vật trong nhà thì mình cần một cái thời gian để mình lựa chọn cho nó kỹ, để mình đưa về rồi là mình không phải thay đi thay lại nữa. Có cái là qua Tết này thì có vài món đồ mà Diễm muốn đặt. Đầu tiên đó là Diễm muốn mua một cái tủ, cái kệ to anh Dũng, mà có thể là đựng những cái đồ lưu niệm về chén đĩa. Đặt ở dưới này là một cái này. Rồi mình muốn mua những cái loại mà cái tủ quần áo mà tủ to mà có thể là treo được nhiều đồ, với lại có những cái ô. Thì chắc là phải qua Tết mua, chứ nhà Diễm bây giờ thì thời gian vừa rồi là khá là bận. Hầu như nó chỉ là đồ cơ bản thôi, chứ mà đồ để trang trí hay là cần thiết thì thật sự là vẫn chưa có đầy đủ. Thế mình cùng khám phá xem là tủ lạnh nhà Phan Diễm ngày Tết thì có gì cho các bạn. Mình xem thử nè. Cái này là không hề có sự chuẩn bị gì luôn nha. Diễm chỉ chia sẻ với các bạn thật tình thôi. Trên này là... Hình như là trứng vịt từ hôm bữa mua đúng không bạn nhé? Ở đây đúng rồi, trứng này là trứng vịt chạy đồng á. Rồi một ít rau câu, hạt rau câu á. Còn cái này là anh Dũng biết gì không? Cái này là nước sâm. Nước sâm là nấu để chuẩn bị ngày mai tiếp khách này. Này là chị dâu mình nấu này. Rồi có những cái thịt giò khoanh, giò heo thì mẹ Diễm đã chuẩn bị sẵn này. Rồi chiều ví dụ như anh em mà ai muốn ăn hủ tiếu, ăn mì, ăn bánh canh gì thì tự nấu. Rồi giờ đây là nước ngọt của Camel, bia Camel. Bia rồi nước dưa lưới Camel. Đây thì một ít trái cây. Còn tủ bên này là hình như là tủ đá đúng không bạn chứ? Đúng rồi, nhưng mà anh Dũng biết sao không Diễm, để Diễm chia sẻ với các bạn. Đây. Còn đây là đồ ở nhà của Phan Diễm thì thứ nhất là dạ mẹ Diễm dành 2 ngăn đựng đá để đựng đá, tại vì nhà ai cũng nghiện cà phê. Còn đây, cha Diễm là cực kỳ mê cái mực lá luôn.
Đây đem cái mực lá về nè. Bà Diễm đưa mực lá từ cửa hàng về để cho cha nhậu. Đây, ở đây nữa này. Đây mực ấu. Rất là nhiều nha. Ở đây thịt trâu gác bếp. Có một cái điều đặc trưng ở ở nhà bạn Diễm mà mình thấy đó là đồ ăn, đồ tươi cứ trữ ở trong tủ hoặc là tới lúc cần dùng mới ra chợ để mua. Đúng chứ rồi. Không có mua về quá nhiều, kể cả trong ngày Tết các bạn. Khách tới rồi mình mới bắt đầu là chế biến cái món ăn ra. Chính xác luôn, là Diễm nhiều khi Diễm về Diễm hỏi là sao mẹ không mua tủ để trống trơn vậy. Tại vì thật sự luôn là nhà Diễm chỉ có cha với mẹ là ở đây chủ yếu. Ăn cái gì là chạy ra chợ mua đồ tươi chứ lại không có thích từ khi là hải sản của Diễm mang về thôi nha. Ví dụ nha, ngày mùng 3 là ngày mà nhà Diễm là có nội ngoại hai bên về chơi này. Thì hiện tại bây giờ nha, mẹ Diễm đang đi chợ. Đúng rồi. Đi chợ cử đầu tiên, sáng sớm ngày mai đi chợ một cử nữa. Đó có nghĩa là ăn cái gì là đi chợ mua chứ lại không có cái thói quen là trữ nhiều đồ ở trong tủ lạnh. Nên là nhiều khi là Diễm quay đột xuất cho các bạn xem thôi chứ nhà mình không có gì Mình nói như vậy là tại vì có nhiều gia đình là có một cái thói quen đó là trữ, ví dụ như các cái đồ nguội như giò, chả, nem này kia. Khách vào là mình lấy ra. Rồi thứ hai nữa là cá kho, thịt kho với số lượng lớn. Khách vào rồi mình cũng múc ra mình hâm nóng lại. Chứ còn ở đây là khách tới mới nấu các bạn. Đây vẫn là mực của hải sản Phan Diễm nha các bạn. Mực này ngọt thịt lắm. Ngày mai là đang làm dự cái này là ngày mai sẽ hấp nước dừa để đãi khách. Mà chúc mừng bạn Diễm nha. Nhân tiện đang nói về các cái mặt hàng bạn Diễm bán á, là ngày mùng 1 Tết, mặc dù là bạn Diễm về quê nhưng mà mẹ mình, tức là mẹ chồng, đã ra cửa hàng, mở cửa hàng ra và có một anh trai rất là dễ thương tới mua một thùng bia Camel. Và mẹ nói rằng là mua rất là nhanh lẹ này, tươi cười này, rồi đặc biệt là còn chúc bạn Diễm mua may bán đắt nữa. Thứ nhất là cảm ơn anh rất là nhiều. Thì cũng chia sẻ với các bạn là Diễm mấy ngày vừa rồi là Diễm không có nghe hotline được để bán hàng. Diễm chỉ để cửa hàng bên Diễm vẫn mở cửa để khách có cần thì tới. Thì ngày mùng 1 là có hai đơn duy nhất. Một đơn thì anh Dũng vừa chia sẻ là mẹ nói là có một anh tới mua một thùng bia rất là sợi lỡi. Và một người thứ hai là mua 10 thùng bia và mỗi mực ống, mực lá, mọi thứ 1 ký. Nhưng mà cái anh đặc biệt này mà mình thấy vui cho ngày mùng 1 là anh ảnh mua của mình chắc tính tới thời điểm ngày mùng 1 nó phải tầm 40-50 thùng bia rồi. Và mua cực kỳ nhanh gọn lẹ luôn và đang dự định là sẽ đợi có cái bia mà 330ml á là sẽ mua nữa. Cho nên là thôi việc khởi đầu ngày mùng 1 là Diễm thấy cũng khá là suôn sẻ rồi đó các bạn ạ. Đây bây giờ mình đi ra bên ngoài đi, mình thấy là bếp đang nấu món gì này. Đang chuẩn bị đồ ăn. Hello gấu. Hello gấu. Nãy dựng ba lì xì gấu bao nhiêu? Hả? Nãy dựng ba lì xì gấu bao nhiêu gấu có biết không? Dựng ba dựng ba đã. Dựng ba. Con chào cô chú. Con chào cô chú. Con tên là gấu. Con tên là gấu. Con chúc cô chú năm mới phát tài. Con chúc cho chú năm mới phát tài. Ôi hôm miếng ơi. Nói gì là nghe cái đó. Bên này nữa. Ngoan nha, ngoan cho mẹ không. Bạn này thì bạn thi thoảng là hay bị bệnh vặt các bạn ạ. Nhưng mà gấu biết hôn mây gió cô chú khán giả không? Đây này, làm gấu cô ba xem. Mây gió đi, mây gió. Biết thơm vào má thôi chứ không biết mây gió. Ngại lắm. Đây, còn trên này là món gì đó bạn Diễm? Cái này thì có cái nấm này, củ hủ dừa, đặc biệt là củ hủ dừa của Phan Diễm nha. Rồi một ít cà rốt này, cái này là nấm rơm. Thì một tí nữa mình sẽ xào với lại thịt bò này, còn sò điệp và bầu ngư. Nhưng mà có một món này bạn Diễm này, đã khá là lâu rồi mình không được ăn cái món này. Mà mình nghĩ rằng đa phần nếu mà nấu là ở ngoài Bắc nấu. Ở trong miền Nam thì mình ít khi gặp cái xôi mà xôi đậu xanh này lắm. Có riêng với những món mà Diễm nấu hồi nãy Diễm quên nói vợ là cái nồi xôi đậu xanh này thì mẹ Diễm nấu nha. Nhà bạn Diễm có hay nấu xôi nào? Không. Hôm nay là được sự yêu cầu của Phan Diễm. Nhưng mà anh Dũng biết sao không? Cái hạt nếp này là anh Dũng biết nếp ở đâu không? Nếp mà hôm trong cái mâm mà đám hỏi á, cái mâm mà cái hộp mà anh Dũng cầm theo mà bỏ xôi vô xong rồi cho 50 mấy ngàn tiền lẻ vô á. Thì hôm nay là mẹ nấu để hai đứa ăn. Nhưng mà may nó vẫn chín, nấu bằng công điện luôn nha. Thơm lắm nha bạn, để mình thử một miếng luôn nha. Nhưng mà chưa à, cái xôi này anh Dũng biết ăn gì không? Đây, dừa rám nạo này. Đó. Dừa trắng tinh ha. Vừa rám ở nhà trong luôn. Tự nạo bằng tay ở nhà mà mịn này các bạn. Đúng rồi. Cái này là muối mè. Muối mè để ăn xôi. Cái này là phải thử mè muối đậu phộng chứ. Muối mè đậu phộng. Ăn với dừa rám rồi. Miếng đậu xanh cho nó năm mới nó chắc. Mời cả nhà nha.
đậu xanh ngon không? Kho đậu xanh ngon quá ạ. Đây nữa, món truyền thống. Cái này con là gà luộc. Con gà luộc. Hôm nay mình sẽ không xé mà mình chặt nha. Còn đây là còi sò điệp. Cái còi sò điệp này là mình vừa mới mang về từ Sài Gòn các bạn ạ. Đấy, đang để bên ngoài để cho nó giã đông ra. Và các bạn lưu ý là giã đông cái còi sò điệp này không cần rửa. Tại vì rửa là nó mất cái nước ngọt của còi đấy. Là bào ngư. Rồi nấm. Chà, cái nấm này. Bây giờ cho vô nồi cháo này. Nhưng mà đây, Diễm sẽ cái này là các bạn biết không, nấu cháo gà cho cái nấm này vô ngon lắm. Wow, thơm quá. Các bạn biết không, ở trong nhà thì có bếp nhưng mà lúc nào mình cũng thích những cái bếp như thế này. Cái này mình sẽ cho vào một tí mình đem nếm lại được. Diễm đang có một cái dự định thế này anh Dũng này. Là mình muốn làm một cái kiểu cái bếp bếp lá ấy. Ở ngoài này này mà view có thể là không có cần xây kính, là kiểu xây nó hơi hở ra ấy. Thì mình đang dự định là sẽ xây cái khu vực này này. Thì mình nghĩ nó cũng sẽ hợp lý. Nếu mà các bạn để ý thì thấy là mình và Diễm khá thích cái mô hình mà nhà tre. Mình đã gặp một vài cái mô hình ở Sài Gòn rồi và một số tỉnh thành khác nữa. Thì mình đang muốn đưa một cái mô hình bếp tre về đây. Vừa bếp này rồi vừa có thể là ngồi ăn được luôn mà nó dân dã. Nhưng mà mình thấy ngoài kia có một cái bụi hành rất là lớn. Bây giờ Diễm sẽ đi lấy dao để cắt hành, nhưng mà đang nói dở còn phải hâm cái này lại nữa. Wow. Hôm nay mình chuẩn cái này là mình kho luôn đấy anh Diễm. Tôm càng xanh sáng ngày đi chợ mua 170.000 một ký. Này kho với lại nước dừa. Đó. Đây là bạn Diễm sau nhiều lần đi ăn cơm niêu mà có cái món tôm càng xanh kho tàu. Nên là hôm nay là về kho thử đúng không? Đúng rồi, nhưng mà một hồi bây giờ Diễm sẽ đi cắt hành. Nhưng mà còn một món nữa mà mình nghĩ là phải tầm rất là nhiều năm rồi Diễm chưa làm, mà hôm nay là đích thân Diễm chuẩn bị để làm luôn. Thì các bạn chờ một tí nha. Bây giờ Diễm đi lấy dao cắt hành đã. Anh Dũng thấy nhà mình trồng hành tốt không? Mình không nghĩ là trồng trong thùng xốp mà lại tốt như thế này các bạn Diễm. Mà như ngoài chợ bán luôn nha các bạn. Bạn coi gốc hành này đấy, mặc dù là ở nhà trồng thôi đấy. Bây giờ sẽ cắt để một hồi mình xào cái củ hủ dừa á, mình cho vô với lại mình nêm với lại cái cháo. Đây, ui quả. Cái này mà ăn mì tôm cũng ngon nữa. Thơm á. Cắt là nó thơm thơm cay cay nhẹ liền. Cái này là mình ăn là mình chừa gốc để cho nó lên, chứ nếu bình thường là Diễm nhỏ nguyên bụi lên luôn á. Nhỏ cái gốc này nè, bỏ vô cháo cũng ngon lắm. Anh Dũng muốn phở nhỏ ha. Có một chút cái đầu hành nó bỏ vào cháo cũng được, xé nhỏ ra. Anh Dũng muốn nhổ gốc không? Một bụi thôi. Mình nghĩ là ăn một bụi thôi, còn lại mình để dành. Cẩn thận nhé bạn nhé. Tại vì cái bộ rễ của nó bám với nhau nên là. Đó, đấy. Bạn thấy không? Này hồi bỏ vô cháo nguyên gốc thì luôn ha. Đây, phía bên này là mẹ cũng trồng rất là nhiều rau rồi này. Mai là hôm nay các bạn thấy là chỉ còn có cái phần cuống của cái hoa mai thôi và đang ra hạt đây các bạn này. Và mình cũng cảm ơn một chú khán giả lớn tuổi trên kênh Phạm Dũng. Chú comment nói rằng đây là năm đầu tiên của mai, nên là sau khi mà mai nó ra hoa, nó trổ bông và nó tàn thì mình sẽ ngắt cái này đi. Mình không cho nó ra trái nha, tại vì nó sẽ làm hại cây, nó suy kiệt cây đi. Mình sẽ nhặt hết cái này. Bây giờ ai đâu mà nhặt hết cái cây mai này luôn? Bao nhiêu cây? 23 cây thì phải thuê người về nhặt thôi. Nhưng mà có một cái nữa là nhà Diễm trồng cả hẹ này các bạn này. Đó, hẹ này bây giờ ăn hủ tiếu là có hẹ luôn nha. Đây là đu đủ. Bên này là rau muống. Nhưng mà hôm nay các bạn thì Diễm cũng khá là đắn đo. Là mẹ Diễm là một người cực kỳ thích, mẹ Diễm là làm việc nhà rất là giỏi và đặc biệt nó rất là thích trồng trọt. Nhưng mà hôm nay thì mẹ Diễm nói là kiểu người nó rất là đau, thì các bạn biết là mẹ Diễm nó cũng bị thoát vị đĩa đệm ấy rất là nhiều năm rồi. Mình dự định là sang Tết này sẽ đưa mẹ mình đi MRI để kiểm tra lại cái xương sống này, và cái thứ hai nữa là cái việc trồng trọt á có thể là sẽ phải giảm lại, tại vì cái xương sống bây giờ nó khá là đau á. Nên là cũng rất là lo. Mà cái thứ hai nữa này, các bạn thấy là mẹ Diễm trồng cứ mọi thứ một ít gì nè. Đây là dây cà chua này, có con trái chín luôn rồi nè. Hôm vừa rồi mẹ có nói với mình là ở nhà có dưa gang có 2-3 trái lận, nên là hôm nay mình thử đi kiểm tra xem có trái nào ăn được hay không nha. Mình hái một ít quế đã.
cái quế này á, với hành lá này mà ở nhà trồng ở bạn cực kỳ thơm luôn nha. Bạn Diễm sẽ làm món củ dừa xào các bạn ạ. Hôm nay là mình có bò này, bào ngư này, có sò điệp nữa. Mình có dùng mực không bạn Diễm? Hôm nay chưa, không có xào mực, mực để ngày mai. Hôm nay là mình cố tình xào cái bào ngư với còi sò điệp với củ hủ dừa. Tại vì đứng gọi là top hạng hải sản, riêng mấy phần hải sản của đợt Tết này thì bào ngư với còi sò điệp là đứng top đầu nha các bạn. Đó. Đặc sản thì là củ hủ dừa, còn về đồ uống là bia. Thơm chưa, thơm chưa? Cái kiểu loại thịt mà nó có hơi mỡ mỡ một tí ấy, là rất là ngon. Cái nấm này hồi mình sẽ cho vào sau nha. Hôm nay không có mướp thì mình dùng nấm mà Diễm ha. Nó đã bắt đầu khô rồi đấy, mình phải cho thêm nước vào. Cho một chút nước mắm vào nó thơm rồi. Mình lái xe từ Sài Gòn về đây là 3 tiếng rồi. Sáng nay thì mới ăn có một tô phở thôi. Giờ này là 4-5 giờ chiều, rất là đói các bạn. Tăng cái độ ngọt của cái đồ xào này á, với lại là mình với anh Dũng đều thích ăn kiểu hơi mềm mềm nên mình sẽ cho cái nấm vào luôn nha. Nào, anh Dũng biết mình mua nấm cho bao nhiêu ký không? Mình đoán là 35 ngàn. Không, 80 á. 80 ngàn. Ờ. Tại vì ở khu vực nhà bạn Diễm là có trồng nấm được nên là mình nghĩ nó sẽ rẻ hơn nhiều. Nhưng mà chắc là bạn Diễm ra ngoài chợ mua. Sáng nay Diễm đi chợ các bạn biết sao không? Giá mấy ngày này cao lắm nha các bạn. Diễm mua bó ly á, mà Diễm bảo là ly thực ra nó vẫn chưa phải là đỉnh đâu, nó vẫn bình thường thôi, mà 250 một bó. Mua hai bó hết 500 ngàn. Xong anh hai mình hôm nay là kiểu thèm cá tầm để nấu canh, cái mua một con cá tầm 280 một ký, mua một con gần 500 ngàn. Có nhiều khán giả nói với trên clip của mình á, đó là những comment đó các bạn, là hoa hay là một số vật dụng khác mà mình quay Sài Gòn đôi khi giá rất là rẻ, nhưng mà thực tế mọi người mua các tỉnh thành thì giá cao, không phải là nơi nào cũng rẻ. Đây là cái vấn đề gọi là cung ứng bạn Diễm, đôi khi là nơi cần thì không có, nơi có lại không cần, nên chính vì vậy mà đó cũng là cái vấn đề mà sang năm là mọi người cũng phải cải thiện để mà cái sản phẩm nông nghiệp làm ra nó có giá cả hơn, nó không bị lãng phí. Nói chung là cũng khó, đó là bài toán khó, bài toán khó của cả nhà nước mình và cả người dân nữa. Chung là cần về thời gian. Nên là năm nay VTV1 đó, họ có làm một cái chương trình về nông nghiệp đó bạn Diễm. Thì cái mục đích của họ muốn hướng tới đó là mình phải quý trọng các cái sản phẩm của mình làm ra. Nên là hồi là anh Dũng phải ăn hết dĩa củ dừa. Mình phải quý trọng cái sản phẩm của mình làm ra. Thơm quá. Xào nấu cái gì mà cho một chút nước mắm vào lúc mà nó thơm nước mũi rồi các bạn. Thấy cái củ hủ dừa này là sáng nay là Diễm dùng chỉ có cái này là khoảng như là tầm khoảng 100 gram, là vừa xào và vừa nấu canh chua nữa, và canh chua là Diễm còn chưa nấu đó. Thơm ha. Còi sò điệp là Diễm cho vào cuối cùng nha các bạn. Cái này mình chỉ cần một tô cơm nóng thôi. Mình xào xong bỏ vào tô cơm, rồi làm thêm chén nước mắm mặn nữa, rồi dằm một trái ớt vào. Ừ, thì no lắm.
cái nồi cháo bên này là bạn Diễm đã bỏ đầu hành vào này. Đấy. Nếu mà mình kỹ thì mình xé xé cái đầu hành cho một chút nữa. Mình góc thì ăn cái đá nữa. Mấy ngày Tết này là xung quanh nhà Diễm là hát karaoke dữ lắm các bạn ạ. Diễm vừa cho tí hành lá vô nữa này. Thơm chưa? Thơm quá. Thơm ha. Hấp dẫn chưa các bạn? Nãy Diễm rất là thích xào cái bào ngư còi sò điệp với củ hủ dừa, cho thêm tí thịt bò nữa thì đỉnh luôn các bạn ạ. Anh Dũng thử miếng không? Mình sẽ thử trước đi. Nè. Nóng. Mời cả nhà nha. Cho mình miếng nào nguội nguội dễ ăn nè. Tuyệt vời luôn. Đấy nha. Đây lát của hủ dừa rất bự nè. Nóng á. Cái này mà chấm mới đúng là theo kiểu là chấm rồi nước mắm mặn dầm thêm trái ớt á. Cảm ơn Diễm nha. Ok không? Thấy tay nghề Phan Diễm lên chưa? Ngon quá. Đỉnh của chớp luôn. Củ dừa giòn, thơm đậm đà cái nước mắm, ngọt của hải sản à. Miếng bò cũng ngon nữa. Rồi, đang nóng ăn ngon quá. Thêm miếng bào ngư nữa không? Đây, công sức chạy mấy tiếng đồng hồ xuống. Cảm ơn Diễm nha. Rồi, bây giờ các bạn chờ tí, Diễm còn cái món này mà Diễm chưa biết là thành phẩm của nó là thành hay bại nữa. Các bạn chờ Diễm trong vòng khoảng 30 giây nha. Đây là cái món mà bạn Diễm hồi hộp nãy giờ đây, chả giò. Mà sao lại hồi hộp như vậy bạn Diễm? Hình như là đây lần đầu tiên làm luôn anh Diễm ạ. Nên là bạn Diễm quyết định là chiên bằng bếp ga cho mình canh lửa cho nó đều. Mấy lần á mình nghe anh Dũng nói là Tết thích ăn ở ngoài Bắc thì có cái chả giò chiên á. Đúng rồi. Nên là mình thử mình làm xem thế nào. Cũng ok các bạn. Diễm thấy Diễm hồi sáng là Diễm đi chợ là Diễm mua hai củ khoai môn mà loại dẻo về Diễm cũng bào sợi sợi, xong Diễm mua thịt heo bầm, xong mà Diễm lấy thêm ba con tôm càng xanh lấy thịt đấy mình bầm thịt, thì cái chả giò này có tên là chả giò hải sản thịt heo. Thế thì mình nghĩ là chả giò thập cẩm là hợp lý. Đấy, cũng hay là chả giò đặc biệt đi. Chả giò đặc biệt đi cũng ok đúng không? Mình thấy anh Dũng thích ăn theo kiểu ngoài Bắc là sẽ cuộn theo kiểu cái cuốn hơi dài dài vậy đúng không? Cuốn dài mà bên trong nó còn có cả cái sợi miến nữa cơ. Sáng này đi chợ quên mua miến nha. Nhưng mà bù lại thì bên ngoài mình có một cái cuốn chả giò một cái lưới này bạn Dũng ạ. À đấy, cái này nữa này, hồi sáng này là người ta đưa cho mình là cái loại bánh mà nó trơn luôn á anh Dũng. Thế thì mình thấy là cái kiểu ở ngoài Bắc thì thường là người ta hay có nó hơi giòn giòn gần gần giống như bánh tráng đúng không? Thế thì Diễm mới nhanh trí vừa nghe là không cho em cái loại nào mà nó lưới lưới mà ăn kiểu vô nó rộp 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 ấy, thì người ta đưa cho mình cái loại này là hay gọi là kiểu rế hay sao, nói chung là lưới lưới ấy. Chứ ở trong Nam thì không có cái loại bánh tráng. Cảm ơn sự cố gắng của bạn Diễm nha. Nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ ngon thôi, tại vì cái nhân nó chất lượng mà. Rồi chiên nãy giờ nhìn vàng thơm nữa. Ba con tôm càng xanh với 25.000 tiền thịt heo ba gọi, hai củ khoai nữa là hết 8.000 tiền dầu. Chung là này mà nếu mà đi bán là cũng vốn cao lắm các bạn ạ. Đấy, thơm rồi đó. Cái này thì mình sẽ chiên cho nó thật là vàng đúng không anh Dũng? Chiên vàng đều. Ok, rất là ổn áp nha các bạn. Thành quả đây các bạn ơi. Thơm các bạn. Thơm lắm. Để
các bạn, hiện thế này là đã đủ tiêu chuẩn để lấy chồng chưa? Canh chua đã chín nha các bạn. Mai Diệm nấu với lại bông điên điển và củ hủ dừa cùng với lại cá tầm nha các bạn. Ăn bông điên điển nghiêng mình nhớ đất quê nè. Đây là mâm cơm chiều ngày mùng 2 Tết của mình và bạn Diễm chuẩn bị nãy giờ nha. Thì mình có tham gia một chút công sức nhỏ nhỏ vào đây, đó là lấy nước mắm một nêm cho bạn Diễm thôi. Nhưng mà còn lại là bạn Diễm nấu nướng hết các bạn ơi. Thì hôm nay là một cái bữa cơm khá là đặc biệt. Đó là bữa cơm ngày đầu năm Giáp Thìn này. Rồi thứ hai nữa là do tự tay bạn Diễm chuẩn bị luôn. Thì để xem là hương vị như nào nha. Đây, hôm nay là cái món cũng đơn giản thôi, ví dụ như mâm cơm 30 Tết thì các bạn biết là những cái món truyền thống. Còn hôm nay là mình đã qua mùng rồi thì Diễm cố gắng làm sao để đổi vị. Thì cái món đầu tiên để thưởng thức thì chắc là mình phải thử luôn cái xôi với lại là cái đậu, xanh này đó. Thì các bạn biết là cái nhà Diễm là trái này là trái dừa rám, thì mình sẽ cho một ít dừa lên nha. Đấy. Dừa này mình bào rồi mình có làm gì nữa không mà nó nhuyễn vậy bạn Diễm? Cái này là do cái bằng bào nó khá nhuyễn anh Dũng ạ. Đấy, còn cái muối mè này là mẹ Diễm tự làm luôn nha các bạn. Đấy. À, món đầu tiên của năm mới đây. Hấp dẫn chưa? Mình sẽ thử thưởng thức cho anh Dũng thưởng thức thử cái muỗng này trước nha. Cảm ơn bạn Diễm nha. Đây, cái này cũng mời các bạn nha. Đấy, nhúm lại một phát là nó chặt luôn các bạn ạ. Mời cả nhà nha. Ngon ha. Diễm rất là thích ăn xôi đậu xanh này luôn. Cũng khá là lâu rồi mình mới ăn xôi mà cho đường vào như này. Lạ miệng. Mà làm cho mình nhớ là tuổi thơ bạn Diễm à. Hôm nay khá là ngon. Mẹ Diễm sợ là nấu cơm điện á, nhà nó sẽ không có chín đều. Nhưng mà cuối cùng mà nó vẫn chín đều các bạn ạ. Đậu xanh thì tơi ra luôn, bùi luôn. Nhưng mà cái hạt xôi này thì nó sẽ kiểu hơi dẻo dẻo á, chứ nó không có... Nhìn như này nhưng mà nó không có bị khô đâu các bạn ạ. Xôi dẻo lắm, không bị nhão luôn nha. Ăn xôi mình sợ nhất là bị nhão ấy. Vừa vặn. Đó, xôi như này ngon này, vô. Vô. Ăn xôi là một năm chắc. Và cái gì cũng đậu. Ngon quá. Diễm không biết là với các bạn thì thế nào nha. Nhưng mà mùng 1 là Diễm kiên cự dữ lắm các bạn. Mùng 1 đầu năm là Diễm chia sẻ với các bạn là anh hai Diễm nấu món cá đuối ôm với lại cái mẻ. Diễm bảo là ủa, mới mùng 1 đầu năm mà đã nấu cá đuối rồi, nên là Diễm không ăn món đó nha các bạn. Diễm chừa món cá đuối ra. Mà hôm nay là xong rồi anh hai mình làm món lươn kho xả. Còn Diễm thì Diễm ăn thịt gà. Còn đây, này chia sẻ với các bạn là cái món này là Diễm dành cả buổi sáng để làm này. Không biết là hương vị thế nào luôn á. Mình sẽ tự chọn một cái này. Rồi vô Diễm. Vô. Vẫn còn ấm nha. Mời các bạn nha. Xem là hương vị thơm á. Cái chả giò mà mình nghĩ rằng bạn Diễm đang cố gắng làm theo hương vị Tết của ngoài Bắc. Xem là nó có giống như là mình từng ăn không. Đây, anh Dũng thử trước đi. Về Diễm cầm trên tay là Diễm thấy nó khá là giòn rồi đó. Mời các bạn nha. Wow. Ngon quá. Ít nhất 80% là giống rồi Diễm à. Thơm giòn. Mình cảm nhận được cái thơm của thịt này. Thơm của cái khoai nữa. Giòn của cái vỏ bọc bên ngoài. Nhưng mà hình như là hơi thiếu mộc nhĩ đó. Ở ngoài Bắc có bỏ mộc nhĩ không? Chắc chắn là thiếu mộc nhĩ rồi.
chia sẻ thật với các bạn là Diễm đi chợ về gần tới nhà. Diễm mới nhớ ra cái mộc nhĩ. Mà nếu mà quành ngược về chợ nó thì hơi xa, nên là Diễm quyết định là sẽ không cho mộc nhĩ. Chứ nếu mà có cái mộc nhĩ đó thì nhìn cái màu nó sẽ đẹp hơn, đúng không? Ngon quá. Nhưng mà tại sao nó lại có một cái vị đậm đà mạnh như vậy bạn nhé mà. Diễm cho nước mắm. Mình cho nước mắm mình ướp thịt ấy. Hơi nhiều đúng không? Hơi quá tay. Sáng này nước mắm này nó cũng hơi mặn. Nhưng mà ngon nhé bạn. Ăn cơm uống bia là cũng hợp lý. Cái này cũng giống như là các cô chú anh chị ở nước ngoài chẳng hạn vậy. Đôi khi mình chế biến cái món ăn thuần Việt nhưng mà lại bị thiếu nguyên liệu, hoặc là vì một lý do đó nó không chuẩn vị được. Thì cái chả giò mà bạn Diễm đang làm ngày hôm nay cũng vậy. Nó vẫn mang cái hơi hướng của món chả giò Tết người Bắc, nhưng mà nó thiếu một cái gì đó. Mà anh Dũng mới hiểu là đây là lần đầu tiên mình làm. Ăn thế này là ok rồi đó. Vỗ tay bạn Diễm à. Vỗ tay. Tự động viên khích lệ mình các bạn ạ. Ngon quá. Nhưng mà chắc là cái này thì sẽ thưởng thức luôn chén cháo. Tại vì ăn nó hơi đậm đúng không anh Dũng? Đúng rồi. Thấp chén cháo thì nó hợp lý. Cháo ngon quá. Cháo nấm rơm. Nhìn cái cháo nó sệt sệt các bạn. Mình nấu luôn đi anh Dũng. Hôm nay là bữa ăn là Diễm nấu nha. Phải nói là mình cảm ơn bạn Diễm rất là nhiều. Cũng như là gia đình bố mẹ vợ. Tại vì từ khi mà mình về đây á, đôi khi là có nhiều cái cách nấu nó cũng thay đổi, để cho mình ăn ngon miệng hơn. Ví dụ như cái cháo này cũng vậy. Bình thường nhà bạn Diễm nấu là sẽ rang gạo lên. Nhưng mà hiện tại là gia đình nhà bạn Diễm cũng không có rang gạo nữa, mà bỏ cái gạo vào nấu luôn từ đầu. Ở miền Tây thì thường mọi người hay nấu để cho nó nhanh ấy. Thì hay rang cái gạo lên cho nó hơi nóng, nó khô khô lại. Sau đó rửa lại với nước rồi cho với cháo. Nhưng mà bây giờ thì anh Dũng cũng thích theo kiểu là nó tơi tơi, nó có nhựa của gạo ra một tí đúng không? Đúng rồi. Ăn nó thơm lắm mà nó có một cái độ béo, độ thơm nữa. Ngon quá. Thiếu miếng gà thôi. Gà thì hôm nay là đây, muối tiêu chanh nha. Ăn theo kiểu này là Diễm đang ăn theo kiểu truyền thống nhà Diễm ấy. Nhà Diễm là hay ăn theo kiểu là chấm với lại muối ớt. Hôm nay là không có, chưa pha chẩm chéo. Chẩm chéo là Diễm ăn để trong tủ á. Ngày mai là sẽ hấp thịt trâu cho mấy chú với lại mấy cậu nhậu luôn. Anh Dũng có muốn thử một miếng thịt gà này không? Da gà này. Cảm ơn bạn Diễm, mình ăn cái da, còn bạn Diễm ăn cái thịt. Mời các bạn nha. Vô. Gà dai không? Ăn nó mặn mặn cay cay nè. Phải hút thêm một chén cháo nữa. Các bạn thấy là bình thường á, sợ sợ các bạn ăn mà gà trên Sài Gòn á là hay sợ cái phần ức này. Là nó nhai kiểu như bột á, nó mềm. Còn các bạn thấy là gà mà gà thả vườn, gà dưới quê á là ăn mà nhức muốn nhức răng luôn á. Nhưng mà bạn Diễm có thử hút một miếng cháo đi. Mình ăn một cái miếng gà mà mình vẫn nhai chưa hết nha, miệng còn cay còn mặn á. Hút một miếng cháo nó là hoàn hảo luôn. Nhưng mà ngon. Hôm nay Diễm nấu kiểu cũng đơn giản thôi, nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là vui các bạn ạ. Tại vì nó cũng hơi khác lạ hơn so với bình thường một tí. Các bạn thấy là mới mùng 2 Tết thôi, nhưng mà mình ngồi cái view này lẽ ra là mai vàng nó sẽ rực rỡ luôn. Nhưng mà ngày hôm nay là cây mai này gần như 100% là đã hết bông luôn rồi, ra hạt luôn rồi. Cái may mắn của anh Dũng mới là cái hôm 30 về là đã tranh thủ quay mai đó. Chứ nếu tới bây giờ thực sự là sẽ không thấy được là cái màu sắc mai như thế nào đâu. Đây, miếng này cho anh Dũng nha. Cảm ơn bạn Diễm nha. Vẫn có một chút cái thịt nạc ở dưới này. Đây mới là những cái miếng da mà nó ngon xuất sắc luôn. Có một chút thịt. Đây, mời các bạn nha. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Anh Dũng vẫn chưa nhận ra được là dưới thịt gà hôm nay có gì khác biệt. Mình thấy là dưới gà này vẫn ngon, hoàn hảo như những ngày trước đây. Hôm nay là Diễm chặt gà chứ không phải là xé gà. Đó. Bình thường ở quê Diễm á là sẽ gọi là gà xé phai. Là khi mà con gà làm xong á
là sẽ xé ra, chứ không ở miền Nam mình thì lại không có chặt. Nhưng mà tại vì mình Tết đang không phải, tại mình đang muốn làm một chút gì đó hương vị Tết miền Bắc cho anh Dũng thưởng thức ấy. Cảm ơn bạn Diễm nha. Thực sự là từ ngày mà vào Sài Gòn các bạn, thì gia đình nhà mình chưa bao giờ ăn Tết ở quê cả. Do là anh em gia đình bên nội nhà mình cũng vào Sài Gòn hết rồi. Chỉ còn một số anh em bên nội, nhưng mà ở chú bác thì vẫn ở quê. Và bên ngoại thì cũng bà ngoại thì mất rồi, ông bà nội cũng mất rồi. Chính vì vậy mà mình ít khi mà về quê những dịp lễ Tết lắm. Chính vì vậy mà những bữa cơm mà cỗ, mang đặc trưng cái hương vị cỗ miền Bắc thì gần như là mình không được trải nghiệm khoảng mười mấy năm nay rồi. Nên là mặc dù là cái ký ức nó vẫn còn rõ, vẫn còn nhớ, nhưng mà mình không được trải nghiệm. Thì những cái bữa cơm mà mặc dù nó không có giống lắm, nhưng mà với cái tình cảm như thế này thì mình nghĩ rằng đó là cái điều tuyệt vời nhất các bạn. Cái hương vị quê nhà ấy. Đấy, mình là hôm nay là Diễm cố tình chặt mấy miếng lẻ ra. Hôm nay là Diễm còn nhờ anh Dũng là mua giúp Diễm một cái bánh chưng. Nhưng mà anh Dũng hỏi mình là thèm bánh chưng hả? Thì mình nói là không phải thèm, nhưng mà thực ra là hôm nay là ngày mùng 2 Tết thì Diễm rất là muốn làm một cái gì đó mà Nam Bắc nó sum vầy các bạn. Nhưng mà rất là tiếc là qua Tết là bánh chưng người ta cũng không có còn bán nữa, chứ nếu mà có bánh chưng thì sẽ rất là hay luôn. Thế thì bây giờ mình bắt đầu vào những món mà mang hương vị miền Nam bạn Diễm à? Đúng rồi. Bây giờ anh Dũng đưa chén đây, ăn miếng cơm với lại là tôm càng xanh kho với lại nước dừa tươi, mà nước dừa là chặt ở nhà Diễm luôn nha các bạn. Ngon quá. Hạt gạo này là gạo hồi bữa mà mình cắt lúa sau nhà luôn đó anh Dũng. Gạo lúa nhà bạn Diễm thì vẫn giữ ngoài cái việc bán đi này, rồi mình giữ lại một phần để làm giống. Đúng rồi. Điều thứ hai nữa là giữ lại để làm gạo ăn luôn. Và sẽ tự đi xay sát đúng không bạn Diễm? Xay gần nhà luôn anh Dũng. Xay đi xuồng máy chạy một tí thôi là xay được luôn. Nên là các bạn thấy là vừa bán, thậm chí là có những vụ mà lúa trúng á, là có thể làm theo kiểu làm lúa giống luôn. Còn đây, sẵn tay anh Dũng là đang dính thịt mỡ thì chắc là làm luôn cái con tôm càng này đi. Quê Diễm thì không có xay to như trên Sài Gòn, chỉ xay vừa vừa vậy thôi. Tại vì cầm đũa thì hơi khó, là mình cầm tay luôn. Vô anh Dũng ơi. Vô, chúc mừng năm mới khán giả kênh Phạm Dũng nha. Happy New Year. Con tôm hình trái tim. Mời cả nhà nha. Trời ơi. Con tôm nó chắc thịt đó ha. Ừ. Có hồi sáng mua 170 kg. Thịt nó trắng các bạn. Mình bóc vỏ hả? Ngon á. Này ăn cơm tuyệt vời. Nhìn này thôi nhưng mà rất là nhiều gạch luôn á. Ngon á. Thử con không? Cái gạch đầu nó béo lắm mà chứ mà. Ừ, anh Dũng thử con. Mình tắt cho mọi người xem. Thường mọi người ăn tôm hấp, tôm chiên hay là còn món gì nữa bạn nhớ mà. Nhưng mà riêng cái món mà tôm kho tàu này là món đặc trưng của miền Tây luôn. Ngon ha. Chút muối như này. Wow. Con này theo đúng kiểu là nhỏ mà có vỏ. Mời các bạn nha. Không phải là chỉ là con to là ngon đâu, con vừa vừa này cũng rất là ngon nha. Đây cho anh Dũng miếng khăn này. Ngon quá. Anh Dũng thấy tay nghề hôm nay mình lên tay chưa? Mình nghĩ rằng thứ nhất là tay nghề của bạn Diễm. Thứ hai nữa là mình gọi là trời thương đi. Nấu mà kiểu ông bà đổ. Đúng rồi. Hôm nay là bạn Diễm nấu các cái món rất là khéo luôn, vừa vặn, ngon. Mặc dù là cái tay nghề của bạn Diễm này không thể nào mà bằng mẹ được. Nhưng mà ăn vẫn tuyệt vời các bạn. Đây là món để chào đón năm mới, là không thể có cái mà bỏ qua được cái cổ hủ dừa. Thì hiện tại là cổ hủ dừa Phan Diễm thì giá vẫn không có gì thay đổi nha các bạn. Vẫn là 1,2 triệu/kg. Thì Diễm đang cố gắng là giữ lại cái chương trình khuyến mãi là mua 1 kg thì Diễm sẽ tặng một loại chẩm chéo này của anh Hải Sapa TV, hoặc là một hũ đậu phộng, rồi hoặc là một hộp bánh phồng tôm, hoặc là một hũ đường thốt nốt, để có thể là anh em giao lưu với nhau và các bạn là có thêm một cái gì đó nó tình cảm của Phan Diễm gửi tặng cho các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn mua hàng của Phan Diễm thì nhớ gọi đúng vào số điện thoại nha, là 0981
128578. Tại vì nếu mà các bạn tìm ở trên Facebook thì 90% là hàng giả. Đấy. Cứ gọi đúng số điện thoại là chuẩn xác nhất, không bao giờ bị giả các bạn. Nhân tiện là bạn Diễm đang nói về anh Hải ấy thì khá là bất ngờ luôn. Khi mà mùng 2 Tết thì anh Hải cũng gọi cho mình và bạn Diễm thì có chia sẻ là chuẩn bị bắt đầu đi xuyên Việt. Nhưng mà anh Hải đang đi với các bé ở Tây Bắc. Năm nay thì anh em sẽ gặp nhau nhưng mà ở mỗi những cái hành trình nó khác nhau, chứ không phải là đi xuyên Việt 6-3 tỉnh thành như lần trước nữa các bạn ạ. Và bạn Diễm biết cái điều gì tuyệt vời nhất trong cái năm vừa rồi khi mà mình đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam như vậy không? Đó là tối ngày mùng 1 này, mình ngồi ở nhà mình xem tivi thì mình thấy rằng hầu hết các cái địa điểm mà VTV họ quay giới thiệu thì mình đều đặt chân tới rồi. Đúng rồi. Trong đó có một cái nơi mà mình nhớ tới bây giờ mà mình vẫn không quay trở lại được do là chưa đủ duyên. Đó là Xin Suối Hồ của Lai Châu. Thì năm vừa rồi cũng là năm mà mình có nhiều cái kỷ niệm đẹp với Lai Châu. Và năm nay VTV một cái sự trùng hợp nào đó, họ cũng quay những chương trình Tết ở Lai Châu rất là nhiều vào đêm mùng 1 Tết. Thì mình phải nói rằng mình cảm thấy may mắn khi mà mình có duyên để đi nhiều nơi để quay và giới thiệu tới khán giả kênh Phạm Dũng như vậy. Và mình cũng mong rằng trong cái năm Giáp Thìn 2024 này, mình có nói bạn Diễm rằng mình muốn đi xuyên Việt một lần, từ Bắc, từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, 63 tỉnh thành lần thứ hai, để trước khi mà mình cưới vợ cũng như là bạn Diễm là có em bé các bạn. Tại vì nếu mà khi mà đã, mọi người cứ nói với mình rằng nếu mà có con rồi thì chắc là sẽ không thể đi được nữa, do là bận nhiều việc mà mình không thể biết trước được. Thì mọi kế hoạch thì cũng đang ấp ủ như thế các bạn. Nhưng mà có cái anh Dũng nói mà Diễm rất là đồng tình luôn, là năm nay Diễm cảm giác là cái những chương trình cuối năm nha, thì những cái chương trình về Tây Bắc, Đông Bắc cực kỳ nhiều luôn. Và phải nói là mọi người cố gắng làm sao tôn lên hết vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc, Đông Bắc. Thì Xin Suối Hồ là một trong những nơi mà nếu mà các bạn đã đặt chân tới một lần rồi nha, thì Diễm nghĩ sẽ để lại ấn tượng rất là mạnh. Ở nơi mà Diễm cảm giác là con người ta rất là văn minh này, rất là nhẹ nhàng mà rất là yêu cỏ, cây, hoa, lá, rất là đúng theo kiểu là một cái bản làng hạnh phúc luôn các bạn. Đúng nghĩa vậy luôn. Thì hy vọng rằng có dịp thì Diễm sẽ quay trở lại. Mùa xuân trên đó thì rất là đẹp, nhưng mà chỉ có một cái nghịch cảnh là trời lạnh quá không đi được các bạn ạ. Còn đây, cái củ hủ dừa hôm nay là Diễm xào cũng rất là khéo luôn nha. Để mình thử một miếng nè. Đấy, Dũng kẹp chung với nấm cũng được, bầu ngư nữa nè. Cái bò này cũng ngon nữa. Đây, mời các bạn nha. Ui, gớt cái còi sao đẹp. Cái miếng bò nó dài. Để mình ăn cái này cho nó gớt, nó bay ngoài này. Ngon quá. Làm miếng cơm trắng nè. Mới phát hiện là xào mấy cái nấm rơm này cũng rất là ngon nha các bạn. Cái hậu rất là ngọt. Tự nhiên ăn nãy giờ hơi mặn mặn, đúng là kiểu là thèm một ly bia luôn á. Nhưng mà lỡ rồi nên là chừa lại. Cũng nhân dịp cái ngày mùng 2 Tết như này, mình chia sẻ với tất cả bạn rằng năm nào cũng vậy các bạn. Mình luôn ấp ủ một cái dự định là đi ra ngoài Bắc vào dịp đầu năm, tức là du xuân đó, để quay các cái lễ hội ngoài Bắc. Tại vì mình thấy rằng nó rất là đặc biệt luôn. Nhưng mà tới bây giờ mình vẫn chưa thể đi được, mặc dù năm nay mình cũng rất muốn đi rồi. Cái điều quan trọng nhất là phải khi mà mình đi thì mình phải có được cái thông tin chính xác thì mình mới đi được. Đó là địa điểm này, rồi thời gian này của các cái lễ hội đó nó diễn ra ở đâu thì mình mới tới được. Thì mình cũng đã sưu tầm được rất nhiều các cái địa điểm rồi. Tuy nhiên là để mà làm một hành trình ngược ra Bắc thì nó cần phải đầy đủ hơn nữa thì mình mới dám đi các bạn. Nhưng mà cái trước mắt là anh Dũng phải chia sẻ là mấy ngày hôm nay là anh Dũng thấy là tình hình Tết ở Sài Gòn thế nào? Năm nào cũng vậy các bạn ạ. Tết ở Sài Gòn thì mình phải dùng một cái từ đó là yên bình. Mùng 1 Tết thì đi ra ngoài rất là thông thoáng. Nhưng mà đặc biệt là giá cước taxi hay Grab thì rất là cao. Đúng rồi. Và mình thích nhất là cái cảm giác ngồi cà phê ở trung tâm Sài Gòn. Đó là cái điều mà năm nào mình cũng trải nghiệm. Và không cần gì nhiều các bạn, chỉ cần như vậy thôi. Đó là cái Tết ở Sài Gòn. Rồi mình đi mình cảm nhận được cái sự yên bình trong lành, vắng người. Bởi vì tầm khoảng rơi vào mùng 6 là lại đông đúc trở lại thôi các bạn. Hôm nay mình nấu ăn ưng quá. Làm thêm chén canh chua nữa nha. Canh chua củ dừa bông điên điển.
Các bạn thấy là cái cụ hủ dừa của Phan Diễm là nấu được rất là nhiều món nha các bạn. Xào, hầm, nấu canh, làm gỏi, cá tầm. Mà những ngày này thật sự luôn là miếng rau, miếng canh nó còn ngon hơn cả thịt nữa các bạn. Diễm ngày chiều, ngày sáng ngày mùng 1 Tết Diễm không ăn chay. Thì Diễm đã bới một chén cơm á, thì Diễm đã làm hết một cục thịt luôn các bạn. Một cục thịt mà cái mỡ mà nó rệu rệu ra ấy. Xong rồi thêm một miếng cải chua nó ăn hết một cục thịt với một cái trứng luôn. Diễm xác định là qua Tết này là cũng lên là bụng bộn đó. Ôi ngon lắm. Anh Diễm có muốn chan miếng canh không? Chén cơm của mình còn nhiều. Ôi ngon quá. Cập nhật giá với các bạn là bông điên điển hiện tại là 80.000 một ký nha. Tiết lộ tất cả các bạn rằng năm nay là một cái năm mà mình dự tính là chắc là mình sẽ nghỉ một ít nhất là khoảng 2 ngày để mình sau một cái thời gian mà nhiều năm liên tiếp mình làm không nghỉ ngày nào ấy. Nhưng mà khi mà mình dừng quay clip đúng ngày mùng 1 thôi thì cái cảm giác của mình nó hơi kỳ lạ các bạn. Mình nhớ cái công việc của mình, nhớ khán giả này, nhớ cái cảm giác đi quay clip, đi khám phá đây đó. Mặc dù chỉ có một ngày thôi, nên là mình quyết định rằng mình phải thực hiện clip chứ không có nghỉ lâu được. Ông Dũng định nghỉ hôm ngày hôm nay nữa đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà không có Phan Diễm là anh Dũng cũng không có muốn quay các bạn. Đúng rồi. Nên là đã chạy xuống đây luôn rồi, chứ lẽ ra là ngày mùng 3 anh Dũng mới xuống. Mình dự tính là sáng ngày mai cơ, khi mà các bạn đang xem clip này thì mình mới xuống nhà bạn Diễm. Nhưng mà mình quyết định là phải xuống sớm hơn để ăn một bữa cơm và chia sẻ tới khán giả kênh Phạm Dũng, cũng như là chiều ngày mùng 3 là mình đưa bạn Diễm lên Sài Gòn luôn các bạn. Mẹ mình có bảo là mùng 3 thì sẽ xuống thăm nhà bà Xui Gia, nhưng mà cũng bất thình lình mới nhớ lại là ngày mùng 3 là ngày mà phải cúng mâm cơm để đưa ông bà. Tức là 30 thì mình mời ông bà về nhà ăn Tết, mùng 3 thì mình lại phải cúng một mâm cơm để tiễn ông bà. Đúng rồi. Mà còn năm nay thì chỉ có một mình mẹ làm thôi. Chung là mình cũng, nhà mình cũng rất là thông cảm các bạn, tại vì thật sự là các bạn biết là nhà mẹ là phải làm hết tất cả mọi thứ, cho nên là mẹ, việc mẹ không xuống được thì nhà mình cũng rất là thông cảm. Nhà mình định lên nhưng mà chắc là cũng sẽ sắp xếp. Mấy ngày Tết này mình thấy nó trôi qua rất là nhẹ nhàng các bạn. Nếu mà các bạn xem hôm nay mà xem video thì đã là mùng 3 rồi, thì coi như là gần hết Tết rồi. Đấy, với Phan Diễm là hết Tết nha. Ngày mùng 3 xong là mình lên Sài Gòn là bắt đầu việc buôn bán lại, là đi quay hoạt động trở lại rồi. Đó là lý do mà mình nói rằng những cái ngày mà mình chuẩn bị cho Tết là những ngày tuyệt vời nhất của cái Tết các bạn. Khi mà mình đi mua sắm này, mình chuẩn bị hoa cây cảnh Tết này, thì đó mới là Tết các bạn. Còn khi mà mọi thứ đã xong xuôi rồi, mình chỉ cần một cái bữa cơm ngày mùng 1 nó đầy đủ, nó vui vẻ đầm ấm thôi là xong Tết các bạn. Còn những ngày còn lại thì nó không còn hào hứng hay là tuyệt vời cái không khí Tết như là cái quá trình mình chuẩn bị nữa. Thì chắc là mình Tết sẽ phải có dưa hấu các bạn ạ. Ăn miếng dưa hấu này nhưng mà bên ngoài cánh đồng lúa. Cầm cái miếng dưa hấu trên tay thật sự là nói thật với các bạn là Diễm không kìm lòng lại được luôn á. Đây này, mình đi ra ngoài xem. Các bạn thấy là mình ra đây để cho các bạn xem. Nếu mà cách đây chỉ có khoảng tầm 3 ngày thôi nha, nhưng mà tình hình lúa là nó kiểu là nó thay đổi rõ ràng luôn ấy. Anh Dũng thấy là cái hôm mà mình về hôm 30 á, thì cái cây lúa nó rất là thưa. Đó, mà hôm nay này bắt đầu nó cái mạ là nó đã dày lên rồi này. Hôm nay là mạ xanh. Nó lớn, cái lúa nó lớn rất là nhanh các bạn. Thời gian của nó chỉ hơn 3 tháng là mình thu hoạch được rồi. Và đây cũng là cái mùa lúa thứ hai sau khi gọi là gia đình nhà bạn Diễm có con rể bạn Diễm thì mình hy vọng rằng đây cũng là một cái khởi đầu mới mà mình có thể đem lại nhiều cái niềm vui và may mắn cho bạn Diễm cũng như là gia đình bố mẹ vợ. Và đặc biệt hơn nữa là mình cũng mong rằng trong cái năm 2024 này mình vẫn có nhiều cái duyên để quay nhiều clip hay hơn nữa gửi tới tất cả các bạn. Đúng rồi. Vô. Còn ví dụ như Diễm là hôm nay là Diễm muốn gieo một cái nhân lành nè các bạn. Thì là Diễm thả mấy hạt dưa hấu hôm nay. Để vài bữa lên dưa hấu có cái để ăn nữa các bạn. Đây, mời cả nhà nha. Ngọt ngào quá. Clip này thì chắc là mình cũng kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo của mình và bạn Diễm trong năm tới nha. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ nha.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là củ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.